Rồi bây giờ cô dặn nha. Tuần sau mình làm bài kiểm tra nha mấy đứa. Học xong bài này, xong làm bài kiểm tra. Mình sẽ kiểm tra trực tiếp trong cái lớp học luôn nha mấy đứa nha. Nghe được không? Nghe cô nói dùm nào. Dạ có. Cô sẽ tạo ngay cái bài tập ngay ở trên cái lớp học luôn của mình. Mình sẽ làm bài kiểm tra. Sau đó cô quy định thời gian mình nộp. Nộp bài xong về cô chấm. Chúng ta sẽ làm bằng hình thức tự luận với trắc nghiệm. Được không ạ? Được không? Cô cho đề mở thoải mái mà giờ giờ có bắt các bạn đóng cũng đóng không được luôn. Sẽ trong cái tiết học đó mình sẽ làm kiểm tra luôn. Nội dung kiểm tra sẽ gồm có mấy bài ta? Nội dung kiểm tra mình sẽ làm. Bữa giờ mình học được mấy bài rồi lớp? Tiểu Giang. Giang ơi. Đặng Tiểu Giang. Dạ dạ cô nghe con Rồi nói bữa một chút giờ cô dạy cho con con được lấy mấy bài rồi? dạ Mấy tuần kỳ cái gì? Học mấy tuần rồi? dạ đây là tuần thứ ba cô. Tuần thứ ba là mình học được hai bài đúng không? Hôm nay học nó là bài thứ ba. Thế con thích kiểm tra ba bài, con thích kiểm tra hai bài. Dạ đương nhiên là Cô cho hai con bài luôn rồi nha. cô. Mấy mấy? Dạ hai. Hai bài. Rồi. Bây giờ thích bài 11, bài 22, bài 23 hay là thích bài 22, bài 23? Học hết bài này coi bài nào dễ hơn thì chọn được không cô? Trời ơi, bọn mày ngon quá. Bọn mày coi cô mày giống như là cái múa rối cho tụi bay á, không thiệt á. Rồi bây giờ, rồi Giang ơi, Cô cô cho ơi con. Hả? Sao sao, đứa nào nói ra, đứa à, nào cho nói ra. ra kiểm tra hai bài với ra kiểm tra ba bài độ khó nó có khác nhau không Bây giờ cô phải nói thiệt á, là lúc nào cô cũng nghĩ, cô phải ngay từ đầu cô phải nói là lúc nào cũng đảm bảo cho bạn 8 điểm. Quan trọng là bạn chỉ cần nghe lúc tôi giảng thôi mà bạn thêm thắt cái gì nữa thì điểm bạn 9, 10 là chuyện bình thường. Công nghệ mà. Như giờ thôi thì cho hai bài nha. Rồi cô chọn luôn hai bài luôn nè, ngay từ đầu cô nói luôn nè. Cô sẽ chọn hai bài sau là bài 22 và bài 23. Được chưa? Cho nó liên tục, cho bạn mở tập mở vở cho nó dễ. Bài 1 nó nằm đầu sách á, bài 22, bài 23 nằm sau sách là hơi khó. Được chưa? Nghe được không? cô ơi, vậy là mình phải học thuộc để mà vô lớp kiểm tra. Đấy. Không học thuộc gì hết, không làm gì hết. Em không cần học thuộc, em không làm gì hết. Môn công nghệ cô đâu có trả bài đâu. Cô đâu yêu Kiểm cầu cô tra chép không bài bao sao giờ đâu. kiểm tra không học thuộc Hả? sao ghi tự luận nè cô? Ủa thì sách vở con, ủa chứ sách con đâu? À là được giờ sách làm luôn á hả? Nên mở Ôi mà chỉ quan trọng là cô quy định là thời gian bao nhiêu. Ví dụ cô thể lấy 15 phút đúng không? Với từng đó câu thì trong vòng 15 phút con làm xong thì con phải chụp bài con gửi vô cho cô. dạ rồi, dạ hiểu rồi. Hiểu không? Hiểu không? Ở môn công nghệ mà tôi làm gì Sao mà cô còn thoải mái nhờ. vậy? Thậm chí môn toán, môn tiếp bây giờ các anh chị mở tài liệu không thì cô làm sao biết được. Đúng không? Môn công nghệ đi học cô cũng cho mở hết tài liệu nhưng tuyệt đối không được mở điện thoại thôi à. Nha. Cô bữa giờ cô đâu có yêu cầu chép bài đâu. Cô nói muốn đọc về nhà đọc sách rồi lên group lớp thì xem lại cái bao cô giảng thôi. Nghe được chưa? Dạ rõ. Rồi rõ rồi, ok. Rồi bây giờ cô thì bắt đầu dạy bài luôn nha. Bây giờ mới lớp có 43 thôi nhưng cô dạy luôn ạ. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài mới tiếp theo, đó là bài chọn lọc giống vật nuôi. Tiết trước là chúng ta học về quy luật sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Chúng ta nắm được quy luật sinh trưởng phát triển của vật nuôi thì chúng ta sẽ lựa chọn những giống vật nuôi phù hợp với quy luật đặc điểm phát triển của nó. Vậy thì chọn lọc giống vật nuôi gồm có những nội dung nào? Có hai. Tôi chọn lọc vật nuôi theo chỉ tiêu nào? Ví dụ như các bạn học vô trường Nguyễn Công Trứ, bác đô vô lớp 10A1, 10A2 là lớp tăng cường tiếng Anh, bạn phải đòi hỏi có đủ tiêu chí, bạn phải có bằng về tiếng Anh. Bạn phải học lớp tăng cường tiếng Anh từ hồi cấp mấy ạ? Cấp 2, hoặc là bạn học những lớp tích hợp trước đây, vân vân. Tức là bạn phải có chứng chỉ về tiếng Anh, cộng thêm các cái môn toán, văn và môn Anh các bạn đạt để vô trường Nguyễn Công Trứ. Thì đó là những chỉ tiêu. Đúng ạ? Như vậy ý một là về chỉ tiêu. Vậy khi tôi có chỉ tiêu rồi thì tôi lựa chọn như thế nào? 10A1 và 10A2, năm nay cô thì lấy chỉ số là 44, hoặc là các lớp 12, 12A1, 12A2 hoặc lớp 11, A1, 11, A2. Nó những chỉ số nó các lớp này phải tương đương với nhau. Vậy tôi chọn lớp lớp 10A1 và 12, lớp nào học giỏi hơn cô thì hỏi đó. Biết không?
nào giỏi hơn không? À, tất nhiên là 10A2 có. À, tất nhiên 10A2 phải không? Bởi vì cô Duyên các bạn giữ quá thì các bạn sẽ học giỏi hơn, đúng không? Đúng không? Cô Duyên hiền lắm cô. Ờ, cô Duyên, Duyên hiền lắm. Cô Duyên mà nói thì nó kinh khủng luôn đó. Sắc mà, câu nào nó chắc nịch câu đó luôn. Tại vì tôi làm việc với cô Duyên rất là nhiều rồi. Ngày xưa cô Duyên cũng dạy cái lớp tôi chủ nhiệm, tôi biết. Như vậy cái phương pháp chọn lọc hiệu quả của tôi không biết 10A1, 10A2 ở đây lớp nào giỏi hơn, nhưng tôi biết rằng nếu giáo viên bộ môn và đặc biệt giáo viên chủ nhiệm các bạn cầm trịch các bạn tốt trong mùa online và kiến thức của bạn thu được là thực tế, thì sau khi đi học trở lại các bạn sẽ biết được ai giỏi hơn ai. Chứ tôi nói online mà hỏi người này giỏi hơn người kia thì chưa chắc các bạn. Tôi nói thì có những bạn, nhất là tôi dạy 12, tôi biết có những bạn học cực kỳ tệ hại, nhưng trong mùa online điểm số của bạn rất là siêu 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 đỉnh luôn. Bởi vì cái kỹ năng của bạn ấy về cái khả năng mà lật tài liệu rồi tìm kiếm và mối quan hệ rất là rộng lớn. Trong khi những bạn giỏi thì bạn chỉ biết rằng em phải chăm chăm em làm để em đánh giá tư duy kiến thức của em. Em học thật bằng 100% hoặc là em học thật là 80%, còn 20% em loay hoay. Nhưng mà những đứa đó thì thường nó không nhanh nhạy, và những cái đứa mà có cái đầu óc mà nó quậy phá thì nó lại có cái khả năng nhanh nhạy về cái vấn đề lật ghi chép và cái độ tinh xảo vân vân. Như vậy là các bạn lưu ý ha, một số phương pháp chọn lọc là phương pháp gì. Ở đây chúng ta sẽ có hai nội dung chính, bây giờ chúng ta đi tìm hiểu nội dung thứ nhất. Rồi, các chỉ tiêu đánh giá tôi thể đưa ra 3 chỉ tiêu: ngoại hình, thể chất, khả năng sinh trưởng và phát dục, và sức sản xuất. Thế cô Thủy chưa cho bạn cái gì hết. Tôi cho các bạn một sự cảm tính. Trong 3 tiêu chí này, tiêu chí nào là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá chọn lọc vật nuôi hiệu quả nhất? Rồi, cô Thủy cho các bạn khoảng phần 5 phút đi. Đọc sách giáo khoa. Tôi chưa cần cho một cái tài liệu gì hết, chưa cho 2 phút 3 phút, có hai đứa nó đã giơ tay rồi. Rồi còn Minh Đạt giơ tay. Xin trưởng. Rồi bây giờ thôi, bạn nào nào Minh Đạt nào. Minh Đạt nó vẫn còn để nguyên tay đó. Rồi Minh Đạt thử coi. Theo con. Dạ thưa cô. Dạ thưa cô, theo con nghĩ là khả năng sinh trưởng và phát dục. Tại sao con lại chọn cái khả năng sinh trưởng và phát dục là cái tiêu chí quan trọng? Dạ thưa cô, là cái khả năng sinh trưởng phát dục, nếu mà nó khả năng nó lớn thì cái sức sản xuất nó sẽ lớn hơn. Nếu mà với lại nếu mà cái khả năng lớn thì ngoại hình với thể chất nó cũng sẽ lớn hơn so với cái khác, so với mấy con chính có xác khả... rồi đúng rồi, bạn Đạt nói rất hay. Mặc dù bạn Đạt chưa cần nghe tôi giảng cái gì về ngoại hình thể chất là gì, khả năng sinh trưởng phát dục là gì, sức sản xuất là gì. Các bạn lưu ý nha, cô Thủy trong cái quá trình mà cô kiểm tra cũng khoái những cái câu hỏi mà các bạn không cần bám vào sách giáo khoa. Các bạn trả lời theo hiểu. Trong 3 tiêu chí này, bạn Đạt chọn là cái khả năng sinh trưởng phát dục là tốt nhất, là quyết định nhất. Ý này là ý chính xác. Bởi vì sao? Khả năng sinh trưởng phát dục tốt thì có nghĩa rằng nó được xây dựng trên tiền đề là ngoại hình và thể chất tốt. Bạn không thể nào sinh trưởng phát dục tốt khi cơ thể và ngoại hình của bạn nó eo uột, đúng các bạn? Ngoại hình là cái bên ngoài, thể chất nó về cái chất lượng, cái sức mạnh, cái yếu tố bên trong, đúng không ạ? Như vậy muốn sinh trưởng phát dục tốt thì đương nhiên ngoại hình và thể chất tốt. Nếu sinh trưởng phát dục kém thì có nghĩa ngoại hình thể chất kém, như vậy sinh trưởng phát dục nó sẽ là cái yếu tố quan trọng. Hoặc nếu sinh trưởng phát dục như bạn sinh trưởng và phát dục như thế là bạn mạnh tốt thì đương nhiên sức sản xuất ra thịt, là sữa, rồi là trứng của các loại vật nuôi gia súc nó cũng sẽ cao. Vậy bây giờ xem rằng với cái nhận định chủ quan của bạn Đạt cũng như cô, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn những nội dung này như thế nào. Hình dáng bên ngoài, cô Thủy nói gắn gọn vậy. Thể chất là chất lượng bên trong, đúng không ạ? Cô Thủy cho ví dụ. Đây là hình ảnh con gà ri. Gà ri là gà nhỏ đó các bạn. Thì cái con gà này mà trưởng thành thì khoảng chừng là to lắm là ký rưỡi là cùng bạn. Nó gần giống như loại gà tre các bạn. Nó gà ri, cái trứng mà anh chị hay các bạn mua mà gà ta hiện nay ấy, mà nó nhỏ nhỏ vừa vừa này là gà ri các bạn. Còn trứng gà ta mà mình nuôi thì nó bự hơn một chút xíu nữa, nhưng không bự bằng cái trứng gà công nghiệp nhé. Thì gà ri các bạn sẽ thấy là ngoại hình là cái gì? Nhỏ, chân thấp, mái thì lông nhạt, còn trống thì sặc sỡ nhiều màu để mà thu hút bạn tình, đúng không ạ?
Lông cổ thì đỏ tía, cả hai con đều đỏ tía hết, hoặc là da cam. Lông cánh thì ánh đen, tức là thật cô Thủy đang mô tả về ngoại hình. À rồi, trống và mái có màu đơn kia đang, có nghĩa là đang về ngoại hình. Và thể chất có nghĩa là nếu như ngoại hình bên ngoài đẹp, liên quan đến màu sắc mà chuẩn như thế, thì cái thể chất đáp ứng bên trong nó sẽ tốt. Rồi đây là hình ảnh con gà tiến vua. Ngày xưa người ta gọi là gà tiến vua, mà hiện nay người ta nghe một thuật ngữ rất là quen thuộc, đó là gọi gà đông tảo. Tức là cái gà đông tảo là nói thiệt các bạn, nó đi tiến vua không phải vì nó đẹp đâu, nó xấu thật các bạn. Bạn nhìn cái cặp chân cực xấu. Mà hiện nay cái gà đông tảo hiện nay là cái giống gà lai là chủ yếu các bạn, người ta lai tạo nhá. Thì cái gà đông tảo này nó to, các bạn, chân nó to, bệ vệ, xù xì. Màu gà trống thì đỏ tía và gà mái vàng nhạt nâu hoặc là trắng sữa. Và loại gà này thường cho về thì bạn chất lượng là người ta lấy thịt. À, các bạn ăn cái thịt rất là giòn, nó giống như dạng mình nói ăn những cái gà đi đà điểu như thế nào, thì loại này nó dai dai giòn giòn như vậy, tức là nó mang về cái mục tiêu về năng suất là lấy thịt các bạn. Còn cái gà ri á, thì chủ yếu các bạn sẽ thấy là nó cũng về thịt, nhưng mà cái độ dai của nó, cái độ ngọt của nó sẽ khác. Như vậy là đây là ngoại hình về thể chất của đối tượng gà, ví dụ như vậy. Bây giờ đến gà khả năng sinh trưởng và phát dục. Người ta nói khả năng sinh trưởng của vật nuôi thì dựa vào tốc độ tăng trưởng của cơ thể. Tức là tính theo gam trên ngày hoặc tính kg trên tháng. Vật nuôi có những loại, là ví dụ như những cái con heo thì nó lớn, thì người ta tính kg trên tháng. Nhưng với những con gà các bạn sẽ thấy là mình nó tính từ trọng lượng, từ cái quả trứng rồi lên gà nở lên từ từ. À, như vậy người ta tính theo ngày hoặc tính theo tháng. Tương ứng là gam thì ngày và kg thì tháng. Rồi mức độ tiêu tốn thức ăn là số kg thức ăn là để tăng một khối lượng. Tức là khi cho nó ăn 1 kg thức ăn đó thì nó sẽ tổng hợp và tạo ra chuyển hóa được bao nhiêu vật chất năng lượng cho cơ thể vật nuôi. Rồi đó là khả năng về sinh trưởng, tức là cái dấu hiệu sinh trưởng phía bên ngoài bạn nhìn thấy. Giờ khả năng phát dục có nghĩa là đến cái thời kỳ sinh sản thì nó sẽ cho được bao nhiêu trứng cho bao nhiêu con. Cô ví dụ như thế này, đây là hình ảnh của chú vịt. Mà người ta gọi đây là vịt cỏ. Tức là cái loại vịt này nó nhỏ các bạn. Nó ăn cỏ thường xuyên, mà cái loại vịt này là thịt nó rất là ngọt. Nó ngọt cách tự nhiên luôn. À, nó khác với loại vịt xiêm màu đen nha các bạn nhé. Thì khối lượng mới nở là 42g con, rất là nhỏ. Nhưng mà trưởng thành thì nó có thể nặng từ 1,5 đến 1,6kg. Nhưng mà loại vịt cỏ là loại vịt nhỏ hơn so với các loại vịt hiện nay mà các bạn mua trong siêu thị á. Người ta hay gọi là vịt siêu nạc, tức là có loại vịt đó có thể nặng đến 4 đến 5 kg. Những cái vịt đó nuôi bằng thức ăn công nghiệp, còn vịt cỏ này người ta sẽ nuôi bằng hình thức là thả vào, nuôi thả ngoài á, thả trong tự nhiên, và nó cho nó có thể là nếu các bạn lùa cho nó đi ăn ở ngoài đồng cỏ, sau đó bạn lùa về. Nhưng mà đặc biệt bây giờ cái vịt thì nó, nếu bạn nuôi thả đồng như vậy thì thường cái vịt nó cái trứng, cái chất lượng trứng rất tốt, nhưng mà có một cái dấu hiệu là vịt nó hay đẻ tự do, đẻ lung tung, do đó là thường là cái người nuôi là phải biết cách đến vịt mùa nó đẻ rồi thì phải gom lại trứng, chứ không là thường là bị thất lạc. Như vậy đây là người ta đã bắt đầu giao phối của cái vịt đực mà là 125 đến 130 ngày. Nó giống như cái bộ phim bữa trước mình xem về con dê đó. Như vậy đó là khả năng sinh trưởng và phát dục. Giờ về sức sản xuất chẳng hạn, tức là bao nhiêu ký đô, bao nhiêu sản xuất được bao nhiêu lít sữa này, ví dụ như bò này, rồi bao nhiêu trứng các bạn ha, trên ngày, ví dụ như vậy. Thì cô thể ví dụ như là mức sản xuất là khả năng làm việc, khả năng sản xuất cho thịt cá, trứng, thịt trứng sữa này phụ thuộc vào yếu tố giống, chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng và đặc điểm của cá thể. Ở đây như bò sữa Hà Lan, cô gái Hà Lan đó các bạn, bò sữa Hà Lan đây nổi tiếng đây, thì các bạn sẽ thấy là chu kỳ là 300 ngày thì đạt được đến 5 kg sữa, được các bạn, sữa đạt được đến 5 kg, tương đương với 5.000 lít ấy, gần như vậy. Tỷ lệ mỡ trong sữa là 3,32%. Rồi còn đây là bò lai xin, tức là bò, cái bò vàng của Việt Nam mà lai các bạn thì thường cái này là bò cái giống của thằng của Trung Quốc ấy, cái bò lai, cái bò giống bò này cũng rất là nhiều nước để người ta mua về và người ta chăn thả. Và bây giờ cô thì hỏi là trên cái hai hình ảnh này đi, các bạn cho cô biết là cái sức sản xuất của cái loại
bò nào thì cao hơn. Và nếu em là một người chăn nuôi thì em nên chọn cái đối tượng nào? À, bạn nào biết ạ? Câu hỏi của cô là em hãy so sánh về sức sản xuất. Nếu em là một nhà chăn nuôi thì em nên chọn đối tượng nào để sản xuất? Rồi, cô mời bạn Minh Hưng ạ. Thưa cô, là theo cái số lượng và thống kê trong một chu kỳ lấy sữa của một con bò Hà Lan và một con bò Lai Xin thì trong trong cùng gần như tương đương số ngày thì con bò Hà Lan thì nó cho được tỷ lệ sữa nhiều hơn, cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tỷ lệ mỡ trong sữa của một của hai con bò này nó sẽ khác nhau, một con là 3,32, một con là 5,5 đến 6%, thì con bò Lai Xin tỷ lệ mỡ sẽ cao hơn. Còn về cái vấn đề mà chọn người tiêu dùng và sản xuất thì ví dụ tùy vào người tiêu dùng thì có nghĩa có người sẽ thích sữa là nhiều mỡ, nhiều béo hơn, hoặc là có người là sẽ thích ít mỡ, ít béo, không đường gì đó, là cái đó là chuyện của người ta, cho nên là cái đó là về vấn đề nhu cầu của người dùng, cho nên mình sẽ không biết được. Còn về cái chất lượng và cái số lượng mà mỗi con bò cho được thì con bò Hà Lan thì nó sẽ cho được nhiều hơn và nó sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn cho nhà sản xuất. Như vậy cô thể là nếu con là nhà chăn nuôi thì con chọn cái nào? Cô thể đang hỏi là nếu thôi mà. Con bò Hà Lan cô. Bò Hà Lan. Rồi cô cảm ơn. Bạn Hưng, bạn phân tích rất là hay các bạn nhé. Bạn trở thành một doanh nghiệp, bạn lại nhìn về cái phía nhu cầu của người tiêu dùng. Thế thì các bạn sẽ thấy là bây giờ cô thể sẽ nói rằng bạn so sánh rất là đúng rồi. Cái chu kỳ cái 290, cái 300 chỉ chênh lệch nhau có 10. Thì cái tỷ lệ mà gì các bạn, cái mức độ sữa của cái bò Hà Lan là cao hơn. À đúng không ạ? Còn về tỷ lệ mỡ trong sữa, tức là cái độ béo trong sữa, thì cái con bò Xin nó lại cao hơn là bò Hà Lan. Và các em lưu ý là tại sao hiện nay các bạn sẽ xét về cái nhu cầu, tại sao hiện nay chúng ta lại có cái nhu cầu là xính cái sữa ngoại hơn là sữa nội. Sữa ngoại mua giá thành cao nhưng mình chấp nhận mình mua, bởi vì mình sẽ thấy là gì, nó đánh về vitamin, hàm lượng đặc biệt là DHA, nó về độ thông minh, nhưng nó đánh cũng đánh vào cái mức độ tăng trưởng của cơ thể, nhưng về phía đó là protein, tức là chất đạm, chứ không đánh vào tỷ trọng là mỡ. Còn riêng đối với sữa Việt Nam, các bạn sẽ thấy là cái tỷ lệ khi các bạn pha sữa, các bạn sẽ thấy cái độ béo rất là cao. Và những cái đứa trẻ mà cô Thủy nói thiệt đó, một cái đứa trẻ uống sữa ngoài với một đứa trẻ uống sữa nội thì bạn sẽ thấy thế, thì cái đứa trẻ uống sữa nội các bạn sẽ thấy nó sẽ to, nó mập và nó béo hơn đối với sữa ngoại. Vì sữa ngoại nó nhiều chất nhưng nó chuyển hóa ở các lĩnh vực khác. Còn sữa nội của chúng ta thì có rất là nhiều chất béo. Như vậy nó thúc đẩy sẽ phát triển cho cái mô mỡ nó nhiều. Và như vậy thì nó, nếu thực tế là các bạn sẽ thấy về nhu cầu thì bây giờ người ta lại muốn con người nó như thế nào, bạn săn chắc phát triển về trí tuệ nhiều hơn. À đúng không ạ? Như vậy ở đây cô phải chỉ hỏi là đối với con thì con chọn như thế nào, đó là tùy theo cái đối tượng nhu cầu nhà sản xuất, đúng không ạ? Rồi, như vậy cảm ơn bạn Hưng ha. Rồi chúng ta xong cái phần thứ nhất. Như vậy cô thể nhấn mạnh trong 3 phần này ha, nội dung nào về chỉ tiêu là quan trọng nhất thì câu trả lời vẫn là khả năng sinh trưởng phát dục. Các bạn phải trả lời làm sao đáp ứng cho cô bằng kiến thức lý thuyết các bạn học trong sách giáo khoa với nội dung cô đã đưa lên slide này. Chứ chúng ta không trả lời theo kiểu cảm tính ngay lúc đầu. Mặc dù ngay lúc đầu cô thể đã nói là bạn cảm tính rất đúng và bạn có biện luận đúng. Nhưng khi học xong lý thuyết thì bạn phải vận dụng kiến thức của mình để bổ sung cho cái phần lý luận mình chắc hơn. Như vậy câu hỏi nó đã lộ ra phần này rồi nha. Trong 3 cái tiêu chí đó, tiêu chí nào là quan trọng nhất? Vì sao? Đấy ạ, tìm hiểu nhé. Rồi bây giờ chúng ta sang nội dung thứ hai. Một số phương pháp chọn lọc giống vật nuôi. Bây giờ trong sách giáo khoa của các bạn, cô Thủy, bạn nào không có sách giáo khoa, các bạn hãy lên MS Team, các bạn mở cái sách giáo khoa ra, các bạn đọc và các bạn trả lời cho cô Thủy câu hỏi này. Cô Thủy sẽ cho các bạn thời gian trong vòng 3 phút. Bây giờ là 4 giờ 18, cô sẽ cho các bạn là 4 giờ 21 phút để chúng ta hoàn thành nội dung này. Đấy. Tiêu chí. Phương pháp chọn lọc có 2 loại, chương chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể. Hãy phân biệt về mặt khái niệm, về mặt đối tượng, về mặt quy trình, về mặt ưu điểm và nhược điểm. Sách giáo khoa có hết, các bạn cứ đọc đi. Bạn gạch vô những nội dung nào nó nằm ở đâu, tí cô thì hỏi, các bạn sẽ trả lời. Và các bạn nào trả lời đúng thì cô thì sẽ cộng điểm cho các bạn.
Đúng mà, như vậy từ nãy giờ là đạp nó hơn rồi ạ. Hưng, tôi bỏ tay ra đi chứ chơi hoài hơn. Hưng ơi, giơ tay luôn à. Ok, rồi các bạn làm bài đi nhé. Làm đi được cô gọi. Các bạn nhìn cuốn sách giáo khoa cho cô. Rồi, bạn nào có tín hiệu trả lời cho cô ở cái phần khái niệm nào? Cặp khái niệm trước đi ạ. Rồi, cô mời bạn Ngọc Linh. Dạ, rồi, Ngọc Linh trả lời cho con về phần khái niệm. Dạ, cô nghe con chưa? Rồi, cô nghe rồi con. Dạ, thưa cô, là khái niệm của chọn lọc hàng loạt là đó là phương pháp được áp dụng khi cần chọn lọc một số lượng nhiều vật nuôi một lúc hay là trong một thời gian ngắn. Còn khái niệm của chọn lọc cá thể là đó là được tiến hành tại các trung tâm giống để chọn lọc vật nuôi đạt yêu cầu cao về chất lượng giống. Đối tượng rồi, bây giờ sau khi con đọc xong á, con đọc xong rồi nha. Rồi cô nói cái là bây giờ con chốt lại cho cô nè. Hàng loạt lấy cái gì làm mấu chốt của vấn đề? Còn cá thể giữa hai cụm từ số lượng và chất lượng con chốt luôn. Một trong hai con đặt vị trí ạ. Con hiểu ý cô lắm cô nói lại. Bây giờ cô nói là mục tiêu của chọn lọc hàng loạt về mặt khái niệm là số lượng hay chất lượng? Dạ cô là số lượng, còn chọn lọc cá thể người ta còn chất lượng. Rồi ok, cảm ơn con, như vậy hoàn toàn chính xác. Như vậy bạn Ngọc Linh đã vừa trả lời cho cô, chọn lọc hàng loạt là chọn lọc trên một số lượng vật nuôi nhiều trong một thời gian ngắn. Tức là chúng ta chọn lọc một lúc thôi mà được rất 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 nhiều.
à, cá thể và trong thời gian ngắn. Như vậy cô Thủy nhấn mạnh đó là chọn lọc về mặt số lượng. Còn chọn lọc cá thể thì thường người ta sẽ chọn lọc tại cái trung tâm giống ha, và người ta chọn về mặt chất lượng, tức là yêu cầu rất cao về từng cá thể một. Rồi, như vậy bạn Ngọc Linh đã trả lời đúng cặp ý thứ nhất. Rồi, cặp ý thứ hai về mặt đối tượng ạ. Rồi, bạn nào biết không? Ưu tiên người khác đi ạ. Lại Minh Hương nữa, những bạn khác không làm à. Rồi, cô mời bạn Gia Bảo. Dạ, cô, đối tượng của chọn lọc hàng loạt là chọn giống tiểu gia súc và gia cầm cái sinh sản. Rồi. Còn về cá thể là những con vật đủ điều kiện tiêu chuẩn về chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định tùy loài và được theo dõi chặt chẽ về các chỉ tiêu chọn lọc. Sao đối tượng gì dài vậy? Chốt lại ngắn gọn nào. Bên kia là tiểu gia súc này, rồi gia cầm cái này. Còn chọn lọc cá thể bên này thì chủ yếu người ta chọn đối tượng nào? Dạ, chọn đối tượng là... Phân biệt là phải đối lập nha. Phân biệt là phải đối lập rõ ràng nha. Tiểu gia súc, gia cầm cái thì bên này sẽ là cái gì? Thường là cái gì? Xem cho qua có ghi mà. Dạ, những con cá thể có kết quả kiểm tra tốt. Cá thể có kết quả kiểm tra tốt mà trong quá trình đi phối giống thì theo con thì người ta thường là chọn cái đối tượng như thế nào? Chọn cái đối tượng là đực hay là cái về mặt chất lượng? Dạ, chọn nhất. Đối tượng tốt nhất. Tốt nhất nhưng mà thường là gia súc, cái là đực ạ. Trong chọn lọc cá thể này, thường người ta chọn là giống đực hay là giống cái? Dạ, giống cái. Cái hay đực, đực hay cái, nhanh, chốt lại một lần nữa. Dạ, giống cái. Giống cái, như vậy, chọn lọc hàng loạt cũng giống cái, mà chọn lọc cá thể cũng giống cái, đúng không? Gia Bảo. À, giống đực cô. Giờ cuối cùng là sao, tôi tá hỏa với anh là anh lúc thì cái, lúc anh đực, bây giờ anh chốt lại cho tôi vị trí đồng hàng đi. Dạ, đực cô. Cái gì đực, cái gì cái, bên nào là đực, bên nào là cái, rõ ràng. Dạ, bên chọn lọc hành loạt là giống cái, còn bên chọn lọc cá thể là giống đực. Rồi, ok, cảm ơn. Như vậy thì cuối cùng thì bạn Gia Bảo cũng chốt được vấn đề cho cô Thủy, là đối tượng của chọn lọc hàng loạt là tiểu gia súc và gia cầm và cái sinh sản. Gia súc là sao bạn? Chó mèo, ha, các loại trâu bò. Các bạn, còn gia cầm là gà vịt đó các bạn. Và đặc biệt ở đây là về các loại giống cái. Từ cái giống cái là cái giống mà tạo ra cái số lượng sinh sản cá thể nhiều ấy. Tôi chả quan tâm là cái số lượng mà cái chất lượng nó tốt hay là xấu, mà tôi chỉ cần biết số lượng là cái con này sinh ra nó nhiều là được. Còn đối với chọn lọc cá thể thì người ta lại chủ yếu chọn đực giống. Các bạn để ý nè, các bạn nuôi một bầy heo, một đàn heo, một đàn gì bạn nhà bò, đàn trâu vân vân, các bạn sẽ thấy là trong một cái chuồng trại đó các bạn sẽ thấy rất 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 nhiều là con cái, nhưng các bạn đếm đâu đó số lượng đực giống rất ít, mà người ta cũng chẳng cần nhiều số lượng đực giống. Vì sao vậy các bạn? Người ta đi nhập hay người ta đến cái mùa nó giao phối, người ta đi gì các chị, đến các trung tâm giống, người ta gì các chị thuê một con đực giống về. Mà cái giống đực giống đó là giống mà mang cái tinh trùng của anh chị cực kỳ chất lượng. Nó đến phối giống cho một cái đàn gia súc ở trong cái trang trại đó. Miễn sao các loại gia súc gì bạn cầm đó nó đến ở giai đoạn là cái con cái nó mang từ kỳ là gì bạn đông dục, thì cái giống đực đó ở trung tâm giống nó đến phối giống. Như vậy cái quan trọng chọn là cá thể người ta thường là ưu tiên giống đực giống để chọn ra những cái giống mà gì bạn có tinh trùng, có chất lượng cao ha, để phối giống. Đúng ạ. Đấy, như vậy nhớ cô Hoa còn quy trình viết làm sao để cho cô Thủy hiểu được về chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể một cách ngắn gọn thôi ạ. Rồi bạn nào giơ tay phát biểu nào. Alo. Rồi vẫn còn ha, vẫn còn những trước này. Rồi cô mời bạn Thúc Anh.
Dạ, chào cô. Rồi, chào. Quy trình sao con? Quy trình là người ta sẽ đặt ra những tiêu chuẩn cụ thể về các chỉ tiêu chọn lọc đối với con vật giống. Rồi sau đó là chọn... Cô anh ta đang trình bày về hàng loạt hay cá thể? Ủa? Giờ cô là hàng loạt trước, con hàng loạt trước. Rồi, con hàng loạt. Đúng rồi, con phải nêu cái gì ra cô mới đang xem. Được, tiếp đi. Dạ, con quên ạ. Giờ cô là chọn lọc dựa vào các số liệu theo dõi được trên đàn vật nuôi để lựa chọn. Còn bên chọn lọc cá thể là quy trình là sẽ là chọn lọc tổ tiên, chọn lọc bản thân và là kiểm tra đời sau ạ. Rồi vậy nhá, tổ tiên. Rồi, đương nhiên bạn đọc từ trong sách ra là hoàn toàn ok, chính xác hết. Từ từ nha, đừng ngừng nữa nha. Như vậy cái thứ nhất, chọn lọc hàng loạt mà nói rằng đề ra chỉ tiêu. Rồi, sau đó dựa vào các chỉ tiêu đó theo dõi các số liệu trong nguyên cái đàn vật nuôi bạn để chọn lọc những cái nào đạt tiêu chuẩn để giữ làm giống. Còn chọn lọc cá thể là bước 1 chọn lọc tổ tiên, bước 2 là chọn lọc bản thân, cô xin lỗi thiếu chữ thân. Và bước 3 là kiểm tra đời sau. Rồi đúng y như bạn. Rồi bây giờ cho cô hỏi là Quốc Anh. Dạ. Con hiểu như thế nào về chọn lọc tổ tiên? Con nói cho cô thử cái quy trình con hiểu như thế nào về chọn lọc cá thể. Cô là chọn lọc tổ tiên thì là có nghĩa là người ta sẽ dựa vào cái phả hệ kiểu cái đời trước của những cái con giống đó. Xong rồi là mình sẽ lựa ra những cái con mà tốt nhất. Kiểu mà tốt nhất là để mình có thể sinh trưởng ra được những cái con thế hệ về sau nó được tốt y chang những cái con đầu đó. Có nghĩa là con nhìn vô tổ tiên có bao nhiêu cá thể. Con chọn ra thì con nhìn, con chọn lọc cái tổ tiên. À bây giờ có rất rất nhiều tổ tiên. Thì con chọn cái tổ tiên nào mà có cái giá trị tốt đúng không? Rồi trong cái tổ tiên đó con lại chọn ra cái cá thể tốt nữa là ở bước số 2. Vậy kiểm tra đời sau là sao? Cô hiểu. Cô chưa hiểu cái kiểm tra đời sau. À, kiểu mà để nó sao ta? Đâu cho ví dụ đây. Ví dụ mà con. Ừ, thôi chuyển sang con người thì cho hai cô dạy môn sinh khóc sang con người. Con người hả? Ờ, nói được rồi. Dạ, cô là ví dụ là có một sao ta? À, có một thế hệ đầu á con, kiểu người ta có tốt, người ta có những đặc tính tốt với phẩm chất tốt với cô thì là mình sẽ vào những cái người đó mà mình nhìn vào cái thế hệ sau để mình sẽ phân loại giữa những người đặc tính tốt hay là xấu cái kiểu dạng như vậy. Có nghĩa là thế. Không biết bây giờ cho cô hỏi đi, gia đình con có bao nhiêu thế hệ? Hiện tại hả cô? Hiện tại á, con đang ở trong gia đình có mấy thế hệ? À, 3 thế hệ cô. 3 thế hệ, kể ra thử cô xem đâu là 3 thế hệ nào đó. Dạ, giờ con là... Dạ, ba thế hệ thì con đang ở chung với những ai đâu, con kể thử cô coi. Là ông con nè. Ông con. Bố mẹ. Bố xong mẹ. Rồi, là... rồi đến thế hệ con. Đó. À, vậy con thông minh giống ai? Không chả biết. Tôi xem có đẹp trai không nào, tôi thêm xong không có đẹp trai nào. Tôi nhìn ngoại hình, tôi đoán được coi nào. Mở cam cho cô coi cái quan. Dạ. Tao mở cam cho cô coi cái coi, camera đâu. Dạ cô. Wow, sao lớp? Lớp nhìn sao? Các bạn thử lớp mình đâu hết rồi. Wow, sao đẹp trai lắm luôn á cô. Đẹp trai quá đúng không? Mấy đứa đẹp trai. Vậy mấy đứa thử rồi. Bây giờ nghe bạn Quốc Anh có 3 thế hệ đúng không? Rồi như vậy bây giờ, như vậy nhìn Quốc Anh đẹp trai là biết rằng chắc là bố hoặc là mẹ rất là đẹp đúng không? Nhưng mà hình như qua cái hình này cô thấy hình như bạn Quốc Anh hơi bị nhỏ con đó thì phải. Đúng không ạ? Dạ. Đúng không? Con có nhỏ con không? Dạ không cô. Cao lắm hả? Mét mấy lần? Dạ gần 1m75. Quá, vậy là cô nhìn nhầm rồi ngồi. Trời ơi bạn ơi, vừa đẹp trai, nhà có điều kiện cam mở được, tức là máy tính rất là xịn. Không? Trả lời như vậy là cũng rất là thông minh. Các bạn nữ ơi, đây là một đối tượng mình lựa chọn được rồi đó. Bạn ấy gia đình bạn có 3 thế hệ thì kiểm tra đời sau là chính đời con đó Quốc Anh. Sau con nó sau này nó thành đạt á. Rồi con thông minh, mà bố mẹ con là bà học giỏi thông minh nữa thì có nghĩa là con là cái thế hệ sau được nối tiếp từ thế hệ bố mẹ, mà bố mẹ có được thì có nghĩa là từ ông bà, tức là cái gia đình mà giống như là kiểu sống đầy đủ trong một cái gia đình đầy đủ các thế hệ thì mình sẽ học tập cái mối quan hệ đó ra. Và sau này con, nếu mà con có lập gia đình thì bố mẹ con sẽ tìm cho con cái người mà môn đăng hộ đối.
để làm gì? Về cả về ngoại hình cũng như về mặt kinh tế nó đảm bảo. Như vậy kiểm tra đời sau để xem rằng đời sau có những đặc điểm tốt gì. Thường các bạn lưu ý, nếu cô Thủy dạy sau này có một cái kiến thức là bài về lai giống các bạn nhé. Bố có 5 đặc điểm tốt, mẹ có 3 đặc điểm tốt, mà giao lưu lại thì có thể có đứa con có đến 8 đặc điểm tốt. Nhưng cũng có trường hợp có những đứa con mang toàn đặc điểm xấu của bố và mẹ. Em lưu ý ạ, như vậy kiểm tra đời sau, tức là cô Thủy nói trong môn sinh học, nó sẽ có thế hệ là B, tức là đực, là giống đực với giống cái lai nhau. Thì ra F1, F1 để F2 chấm chấm đến F thứ N, tức là thế hệ bố mẹ, thế hệ F1, F2, FN thì gọi là các thế hệ tổ tiên, rồi đến bản thân, đến đời sau người ta ký hiệu bằng như thế. Rồi cảm ơn con nha Quốc Anh nhé. Yeah. Rồi bây giờ đến ưu điểm với nhược điểm luôn ạ, cho nhanh luôn đi ạ. Rồi bạn nào nhanh nhanh, đây là cơ hội của các bạn đấy ạ. Các bạn nào không? Vẫn có một vài bạn. Rồi cũng là Hoàng Khánh nào. Thì đối cô là về chọn lọc hàng lạc thì ưu điểm của nó là phương pháp này có ưu điểm là nhanh, đơn giản, không tốn kém để thực hiện và dễ thực hiện. Còn bên chọn lọc cá thể thì cái ưu điểm là để cô là phương pháp chọn lọc cụ thể, chọn lọc cá thể thì sẽ đạt được hiệu quả chọn lọc cao. Để hết cô. Còn nhược điểm đặt luôn đi, hai cái phần này nó tương tố xứng làm luôn đi. Cô là nhược điểm của chọn lọc hàng loạt là hiệu quả chọn lọc không cao. Còn nhược điểm của chọn lọc cá thể là cái phương pháp này cần nhiều thời gian, điều kiện cơ sở vật chất tốt và phải có trình độ khoa học kỹ thuật cao. Rồi, cảm ơn các em, thấy là bạn trả lời y như những cái gì cô hiện lên. Cô chỉ cần nói một cách đơn giản như thế này: ưu điểm của anh này sẽ là chính là nhược điểm của anh kia và ngược lại. Vì sao vậy? Chọn lọc hàng loạt, đương nhiên bạn đưa ra hàng loạt, ngay cái từ hàng loạt mà đang nói về mặt số lượng, như vậy bạn làm rất là nhanh, ngay tức đó không phải tốn kém. Nhưng vì bạn ôm một cái hàng loạt như vậy thì đương nhiên sẽ có cái xấu và có cái tốt nó lẫn lộn trong đó. Bạn chỉ nhận phía bên ngoài mà bạn chưa đánh giá được cái phía bên trong, như vậy đó là cái nhược điểm của nó. Còn trong khi đó chọn lọc cá thể thì bạn sẽ thấy là hiệu quả chọn lọc quá cao đi. Bởi vì các bạn đi từ bước tổ tiên, bước bản thân, đời sau bạn đi quá kỹ từng bước như vậy, từng bước như vậy bạn sẽ rút ra được nhiều cái yếu tố là tốt, như vậy cho hiệu quả chọn rất cao. Nhưng ngược lại, do vì hiệu quả chọn lọc cao như vậy thì bạn phải đánh đổi một cái thời gian, và đặc biệt bạn phải bỏ ra một cái kỹ thuật để mà thực hiện nó, chứ không phải là tất cả những nhà nào bạn chăn nuôi cũng áp dụng được. Thường khoa học kỹ thuật công nghệ cao mới áp dụng được phương pháp chọn lọc cá thể. Như vậy đó là một số cái điểm khác biệt về chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể. Cô Thủy nói thiệt, đã dạy online các bạn được sướng một cái là những câu phân biệt như thế này cô đã đưa lại lên hết đây này rồi. Còn nếu mà học trực tiếp là bạn sẽ nghe bằng cô nói bằng miệng và các bạn phải tự nhớ, đúng không ạ? Rồi, để kết thúc tiết học ngày hôm nay ở đây, các bạn sẽ xem một đoạn phim minh họa cho cái bài giảng này. Và cô Thủy chọn một cái đối tượng vật nuôi ở đây, đó chính là loại heo rừng. Bởi vì cái thịt heo là cái loại thịt mà phổ biến nhất, người Việt Nam hay ăn nhất so với các loại khác. Và việc ăn heo rừng thì các bạn thử xem cái giống heo rừng á, thì nó to hay là nó nhỏ, và heo rừng mà mình nuôi chăn thả với cái heo rừng mà trong tự nhiên thì nó như thế nào. Rồi các bạn cùng xem phim nhé. Để cô cung cấp cái phim lên đây ạ. Dạ không cô, thấy cô thôi. Cô sẽ kỳ vậy, từ từ đừng, từ sẽ kỳ vậy. Cô đã chia sẻ rồi màn hình đây, để cô xem này. Cô đã chia sẻ cả bao hồn, cả âm thanh máy tính rồi mà ta. Để cô xem này. Kéo cái câu. Rồi các bạn thấy màn hình bộ phim chưa ạ? Alo? Dạ rồi. Rồi cô mở sang nghe tiếng không nhé? Kinh tế, gia đình trở lại đây nắm bắt nhu cầu thị trường và hiểu. Nghe được không ạ? Dạ nghe được. Ok cô mở lại.
Nó chứ Đồng Tháp đã đầu tư phát triển mô hình nuôi heo rừng sinh sản và thương phẩm. Đến nay địa phương có những tổ hợp tác chăn nuôi với quy mô lớn, liên kết đầu ra heo thương phẩm, giúp người dân phát triển kinh tế hiệu quả. Ghi nhận tại tổ hợp tác nuôi heo rừng của hội viên cựu chiến binh xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự. Đây là khu vực chuồng trại chăn nuôi heo rừng của tổ hợp tác hội viên cựu chiến binh xã Long Thuận với quy mô 1.300 m². Nơi đây chia làm hai chuồng nuôi dành cho heo bú mẹ sinh sản, heo thương phẩm và khu sân vườn. Tất cả diện tích này được cải tạo lại từ chuồng nuôi heo thịt của hội viên Nguyễn Văn Hùng ở ấp Long Hòa, xã Long Thuận. Bằng kinh nghiệm chăn nuôi và dày công tìm tòi học hỏi, cũng như được các cơ quan chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật, ông Hùng cũng là người trực tiếp quản lý đàn heo này. Mới ban đầu nó gặp nhiều khó khăn về cái ví dụ mình theo dõi bệnh hoặc là cách thức cho ăn và bản năng nó mình cũng không được nắm được nhiều. Qua thời gian khoảng chừng 5-6 tháng thì mình đã biết về nó cũng khá đầy đủ. Theo mình so sánh thì mình thấy nuôi heo rừng này thì cái lợi nhuận nó cao hơn. Trong đó mình phải phân ra là cái thứ nhất là cái đầu tư vốn ban đầu thì nó hơi nhiều nhưng mà cái chi phí thì nó giảm, công mình nhẹ. Thành ra mình tính thực tế ra thì nuôi heo rừng nó sẽ lợi nhuận cao hơn. Khởi điểm từ tháng 8 năm 2018, mô hình nuôi heo rừng sinh sản và thương phẩm với hình thức cổ phần được hội cựu chiến binh phát động thực hiện trong toàn thể cán bộ hội viên. Ban đầu với vài thành viên tham gia, mô hình đã đem lại những hiệu quả nhất định. Từ đó, ban chấp hành hội đã mạnh dạn tham mưu cho đảng ủy địa phương và các thành huyện tạo điều kiện hỗ trợ dây vốn sản xuất cho hội viên. Đến nay, xã đã thành lập được tổ hợp tác nuôi heo rừng với 27 thành viên góp vốn trên 300 triệu đồng. Qua 2 năm thực hiện cái dự án thì rất là hiệu quả. Đến nay đã chia cho hội viên là chia lãi là được 65% cổ phần. Cơ quan thú y của địa phương thì cũng tới lui hoài đem thuốc nữa để cho xịt chuồng. Trong thời gian qua để làm rất là tốt. Nhờ tận dụng nguồn phụ phẩm sẵn có tại vùng rau Long Thuận để làm thức ăn cho vật nuôi nên giúp giảm chi phí và tăng thu nhập trong quá trình chăn nuôi. Đến nay, tổ hợp tác đã phát triển đàn heo lên 130 con, gồm con giống sinh sản và heo rừng thương phẩm. Trung bình hơn 1 năm heo sinh sản 2 lứa, mỗi lứa khoảng 20 con, sau đó được nuôi dỗ béo để đạt trọng lượng từ 20kg trở lên là xuất bán. Hiện tổ hợp tác đã chủ động liên kết với công ty heo rừng miền Nam, tọa lạc tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp, với thời gian 5 năm để và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, bao tiêu đầu ra sản phẩm. Mới đây, tổ đã xuất bán đàn heo được trên 170 triệu đồng, trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 130 triệu đồng. Thì tôi thấy những anh em mà tổ chức đây ra thì phân công người đúng nơi đúng chuyện, anh này phải có trách nhiệm làm những đề đó. Tôi thì chỉ là anh em có một vốn lại lâu tới lưu lại đây thăm lâm này kia coi heo tôi sản xuất được đẻ đạt được bao nhiêu con thì thôi. Con đầu tôi thấy tôi đóng góp được 10 triệu rồi cái nguồn vốn còn đang thiếu. Nữa tôi xin không cũng góp là tổng số nguồn vốn được 30 triệu. Chăn nuôi mà có cái tổ chức gì đó là thấy làm ăn nó cũng có lợi nhuận, cũng là thấy ra cũng cao. Hội cựu chiến binh xã cũng được đảng ủy ủy ban xã là cũng thống nhất để cho cựu chiến binh xã là nhân rộng thêm cái mô hình ở ấp Long Thái A. Thì chắc qua Tết thì tụi tôi cũng nhân rộng trong cái cựu chiến binh để nuôi là thêm một cái địa điểm nữa. Cái diện tích cũng khoảng cỡ 2.000 m². Mô hình hợp tác nuôi heo rừng của hội viên cựu chiến binh xã Long Thuận đang được xem là mô hình kinh tế mới ở vùng cù lao Long Thuận, huyện biên giới Hồng Ngự. Nhưng hội viên gấp vốn không cần tốt nhiều thời gian cho mô hình nên họ chỉ có thể tăng gia sản xuất tại hộ gia đình. Đây là cách làm lấy ngắn nuôi dài hiệu quả, không chỉ nêu cao phẩm chất cần cù sáng tạo của những người lính bộ đội cụ Hồ mà còn góp phần phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên khá giả. Thông qua những mô hình làm kinh tế này cũng giúp cho các hội cơ sở lọc ghép tuyên truyền, vận động hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tăng cường khối đoàn kết trong cán bộ và hội viên ở từng địa phương. Như vậy là chúng ta vừa mới xem xong cái đoạn phim về một cái mô hình chăn nuôi heo rừng ở Đồng Nai không các bạn ạ? Đồng Tháp. Các bạn lưu ý là trong cái đoạn phim này thì các bạn sẽ thấy là heo rừng cái kích thước và trọng lượng của nó cũng tương đối chứ không có to như trên thực tế. Nhưng mà các bạn lưu ý là nuôi heo rừng như vậy thường ở đây ấy, là giống heo rừng này đã được lai tạo rồi các bạn. Như vậy nó sẽ mang lại cái giá trị về mặt kinh tế. Và trong cái đoạn phim đó các bạn sẽ có nghe cái từ là heo thương phẩm.
Thì sau này các bạn sẽ học về cái tổ chức xây dựng hệ thống đàn giống vật nuôi, sẽ có cái từ là sản xuất theo mô hình là đàn thương phẩm như thế nào, đàn thương phẩm là đàn thuần chủng lúc đầu hay là đàn cuối cùng mang ra xuất khẩu để đi bán. Như vậy là cô chỉ cho các bạn xem một cái đoạn clip để minh họa cho cái bài học này. Như vậy tiết học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chào các em và cô mong rằng là đến tiết sau các bạn sẽ vô sớm để chúng ta sau khi chúng ta học bài hướng dẫn về bài thực hành xong thì chúng ta sẽ có một bài kiểm tra để lấy điểm trong 3 tuần vừa rồi học. Bạn lớp trưởng mình đâu nhỉ? Lớp trưởng của mình đâu bạn nào nhỉ? Con ở đây cô. Bạn nào đấy? Mình Đạt. Đạt ơi, con nhớ nhắc lớp mình nhá. Nhớ nhắc là tuần sau là vào giờ này là mình kiểm tra nhé. Cô kiểm tra trực tiếp trên máy luôn đấy nhá. Dạ yeah, vâng. Ok rồi, cô chào Đạt và chào cả lớp ha. Bye bye tụi con. Bye. Rồi, chào tụi con nha. Chào. 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 Rồi, bye bye.